Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, tiếp tục chuyên mục mà review đồ đã sử dụng ở Nhật. Hôm nay mình sẽ review cái máy hâm sữa này trước khi để đem cho nó cho người bạn sắp sinh. Thì giới thiệu với các bạn là cái máy hâm sữa này mình đã dùng được 2 năm rưỡi rồi và nó vẫn còn dùng rất là tốt. Cho nên là mình sẽ review để các bạn tham khảo sắm đồ để cho các mẹ chuẩn bị sinh nha. Đây các bạn ơi, đây là cái máy hâm sữa có tên là Life Basis. Thế nhưng mà nếu mà các bạn search chữ Life Basis thì nó không ra cái máy này đâu. Mà các bạn có thể search ở trên Amazon ấy, chữ là Bottle Woman hoặc là chữ Chonu Bottle thì nó sẽ ra một loạt các cái máy hâm sữa. Thì cái máy này mình mua ở trên Amazon có giá là gần 4.000 yên. Mình sẽ để link ở dưới phần miêu tả video để các bạn có thể tìm được ngay nhé. Ngày trước, 10 năm trước mình có dùng cái máy của Combi. Thì nó là cái bình như kiểu là cái ấm ấy, ấm nước sôi và mình luôn luôn để cắm điện ở đấy thì nó sẽ luôn luôn 70 độ để cho mình pha sữa được ngay ấy. Mình muốn tìm một cái máy mà nó có nhiều tác dụng để cùng một công đôi việc đấy thì mình có thể sử dụng được nhiều tính năng. Thế thì cái máy này đối với mình là nó phù hợp với các cái yêu cầu của nhà mình. Bây giờ mình sẽ thử đo xem là cái máy này nó có kích thước như thế nào. Đây các bạn trông nó rất là nhỏ, nhỏ gọn và rất là nhẹ. Đây, thì chiều cao của nó nếu mà đậy nắp vào thì khoảng 28 phân. Chiều ngang đây này là khoảng 20 phân. Và chiều dày rộng này độ khoảng 12-13 phân. Rất là khá là nhỏ gọn đấy. Đấy thì nó gồm cái nắp như này. Ở phía bên trong thì mình đã dùng 2 năm rưỡi rồi cho nên là nó cũng hơi ngả màu một chút. Thì ở phía bên trong là nó có một cái khay như thế này để cao lên và mình sẽ úp bình sữa lên trên này, chứ không cho bình sữa xuống hẳn dưới nước, và vào phần phía dưới mình sẽ cho nước và cái khay này lên trên. Đấy, xong đấy thì mình sẽ kiểu như hấp ấy. Đấy, làm nóng. Đấy, các bạn lưu ý là khi sử dụng mà cái chỗ này nó có cái lỗ này này, là mình mà hấp bình mà nó nóng ấy thì là hơi nó sẽ tỏa ra là đây, cho nên khi mà mở cái nắp này là nên chú ý không là rất là nóng nhá. Cái đường dây này nối ấy, nó khá là ngắn nhá, cho nên là phải để gần cái đường điện hoặc mình phải kèm theo dây nối. Cái dây này độ khoảng chỉ được 1 mét là cùng thôi, nhưng mà cũng khá là chắc chắn. Bây giờ mình sẽ nói đến cái chức năng của cái máy này nhá. Thế ở bên đây mọi người có thể thấy là nó có 4 cái chức năng ghi ở đây. Thực ra thì trong 2 năm rưỡi vừa rồi sử dụng ấy thì mình chỉ dùng nhiều nhất là cái chức năng sấy bình sữa. Gần phía sau này là mình dùng nhiều nhất là sấy bình sữa này. Còn lúc mà sơ sinh ấy thì hâm sữa một chút, hâm sữa hoặc hâm nước nóng để pha sữa. Mình để cùng quay gần này cho các bạn xem nhá. Đây các chức năng chính của cái máy hâm sữa này. Các bạn có thể theo dõi cái thao tác của mình nhé. Đây, ví dụ đây là menu này. Khi mà cái chữ như này là off này, tức là mình đang không sử dụng menu nó hết. Thế thì khi mình ấn vào menu thì nó sẽ nháy đèn ở những các cái menu cho mình chọn. Và cái nháy đèn này nó chỉ khoảng 3 đến 5 giây là nó sẽ cố định cái menu này lại. Thế cho nên là nếu muốn thay đổi menu thì các bạn phải ấn liên tục ngay từ lúc đầu, nếu không mình sẽ phải ấn lại từ đầu này. Có 4 cái menu chính như thế này. Thì mình ấn menu này thì hiện tại là nó đang nháy đèn ở menu hâm sữa. Nhiệt độ hiện tại là 32 độ và nhiệt độ mong muốn là 45 độ. Cái này mình có thể thay đổi ở dấu cộng và dấu trừ để mình thay đổi nhiệt độ lên xuống. Ví dụ mình muốn nước hoặc sữa nóng hơn chẳng hạn, hoặc sữa nguội hơn chẳng hạn, thì mình ấn thay đổi cái này để thay đổi nhiệt độ mình mong muốn nhé. Đây là cái menu thứ nhất. Từ menu thứ hai, đây là mình phải tắt đi này. Khi mà nó nháy đèn thì mình mới có thể thay đổi được này. Đây là hâm đồ ăn này. Hiện tại nhiệt độ là 32 độ và nhiệt độ mong muốn là 70 độ này. Đấy, lại phải tắt đi để ngừng lại. Thế thì cái thứ ba là chức năng sấy bình. Thế thì ở đây người ta đã để cài đặt sẵn 5 phút sấy. Thường là 5 phút sấy này nó cái bình nó sẽ nóng lên độ khoảng 80-90 độ, khá là nóng nhá. Nên khi mà dùng bình sữa xong mình rửa, mình cho vào đây sấy là khá là tốt đấy. Đấy, còn cái chức năng sau cùng
là đây là giã đông, ví dụ như là sữa đông mình, sữa mẹ mình bắt ra ấy, mình để đông ấy, thì mình có thể giã đông bằng cách này. Thì nhiệt độ mong muốn là 40 độ hoặc là mình có thể ấy hơn nữa này. Nếu mà mình muốn nhanh hơn ấy thì các bạn phải cho vào cái chức năng là hâm đồ ăn ấy thì nó mới tan nhanh hơn được. Thế ngoài ra thì nó có cái chức năng là hâm sữa không này, thì mình có thể ấn vào đây không này, thế là hâm sữa này. Đấy, và cái đây là set up cái thời gian hâm sữa là nhiều nhất là bao nhiêu lâu. Đấy, nếu mà cái đèn này nó nháy mà nó stop lại này là nó sẽ cố định cái menu này lại. Thế nên mình muốn xóa nó đi thì mình phải ấn lại vào menu. Ví dụ như thế này. Thì hâm sữa này khoảng 2 tiếng. Đấy, ví dụ như thế. Mình chỉ có sử dụng hâm trong vòng 2 giờ đồng hồ thôi thì nó mình sẽ có thể set up được thời gian. Đấy, thì thực ra thì trong bốn cái menu này nhà mình sử dụng nhiều nhất là hâm bình sữa lúc bé còn sơ sinh ấy. Đấy thì là hâm sữa này, sữa mà ví dụ mình vắt ra mình muốn cho con dậy một cái là uống luôn ấy, thì mình hâm ở dưới nhiệt độ 45 độ như thế này để bé dậy cái là nó có sữa ấm để ăn luôn. Thì sơ sinh, hồi sơ sinh thì mình hay dùng cái chức năng đầu tiên. Thế khi mà ăn dặm ấy thì mình dùng cái chức năng hâm nóng đồ ăn. Đấy. Còn sau này thì mình sử dụng nhiều nhất là cái chức năng sấy bình sữa. Thế bình sữa dùng suốt từ hồi còn nhỏ đến tận giờ nhá. Đấy, sấy bình sữa hoặc là bình ống hút, bình uống nước các thứ ấy, cốc các thứ cũng cho vào đây sấy được. Thì trong 5 phút này sấy rất là sạch và thơm nhá. Bây giờ với cái kích thước của cái máy hâm sữa này mình sẽ tùy từng chức năng sử dụng mà mình cho thử đồ vào để các bạn hình dung này. Thế thì cái máy này nó cũng có cái nhược điểm, một chút nhược điểm là nó không cao lắm ấy để cho mình có thể cho được hết. Ví dụ mình đang dùng cái bình sữa Pigeon cổ rộng. Thế thì cái bình nhỏ này này thì mình cho vào vừa này, hai bình này, cho vào vừa là hai bình được, được hai bình này. Thế nhưng mà nếu mà mình đậy nắp cái này thì là nó sẽ bị kênh này. Nếu mà bình bình to ấy, đấy, thì nó sẽ bị kênh. Cho nên là các bạn phải có cái nắp không của cái nắp không sử dụng của cái bình, không phải là núm ti nhá, không kèm núm ti, hoặc là mình phải bọc ráp vào và mình đậy vào thì nó không sao. Nhưng mà nếu hai bình nhỏ thì sẽ ok này. Đấy, ví dụ hai bình nhỏ 160 ml này thì sẽ vừa in nhá. Nếu mà mình đậy cả nắp bình sữa và mình sấy và mình hâm sữa. Thế thì mình làm hồi bé sơ sinh ấy thì mình hay để một bình là nước nước ấm 70 độ và mình cứ để nước sôi đây thôi. Còn một bình thì ví dụ như bình sữa, hoặc là bạn có thể dùng nước sôi ấy, mình nấu nước sôi mình cho vào cái phích riêng. Đấy, ví dụ như mình dùng Victimox này, mình nấu nước sôi mình để riêng và mình cho vào trong để sẵn ở bên cạnh cái bình hâm sữa này là mình pha và mình để vào đây hâm. Đấy thì cái cách mình hay làm là như thế. Đấy thì thú thật là nó cũng hơi đối với cái bình bây giờ cổ rộng mà loại to này thì 240 ml này thì để này thì nó hơi 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 vướng đấy, nó không vào được như này nhá. Đấy, đối với chức năng sấy bình thì mình rửa bình xong mình úp như thế này. Mình úp như thế này và mình úp cả cả cái núm ti vào như thế này. Đấy, mình hay thường hay sấy như thế này này. Đấy, sấy bình như thế này cho nó sạch sẽ. Với cái chức năng mà hâm đồ ăn thì ví dụ như mình ví dụ với các bạn đây là cái gói đồ ăn sẵn của Wakodo. Thế thì mình có thể hâm theo cái cách này. Mình để vào đây. Và ở dưới này mình phải cho nước nhá. Mình phải cho nước nhưng mà đừng cho nước quá cái giá này của họ. Đấy, chỉ cho nước ở phía dưới thôi. Đấy, thường xuyên vệ sinh để cho nước này. Đấy thì mình có thể cho cái gói này vào và mình hâm đến khi mà bé ăn thì mình có thể đấy, mình mở ra mình bóc ra mình chút ra bát. Thế thì đối với các đồ ăn mình cấp đông, ví dụ như udon mình làm sẵn là mình cấp đông chẳng hạn, đấy thì mình có thể cho vào đây giã đông. Giã đông bằng cái chức năng cuối cùng là chức năng giã đông, chức năng số 4 này này là chức năng giã đông, hoặc là mình quay vi sóng xong rồi mình hâm ở cái nút menu thứ hai này để hâm nóng
Đó, thế thì cái hộp sữa đông của mình cũng hay dùng đây, mình mua ở cả trong Hompo. Mình có thể cho được vào đây hai hộp chồng lên nhau. Đấy, và mình sấy giữ ấm cho đồ ăn. Đấy, thế là mình hay sử dụng như vậy. Cái cách vệ sinh của cái bình này nó cũng khá đơn giản thôi, vì nó khá là nhẹ nên bạn có thể thường xuyên là mang ra rửa. Thế thì cái này mình dùng khá lâu rồi cho nên cũng nó cũng hơi cũ, thì mình bỏ ra mình đánh rửa bình thường thôi. Thì tại vì cái dây cắm này của nó bọc rất là chắc chắn này, cho nên mình cứ rửa nước bình thường vào phía trong này không có vấn đề gì nhá. Đấy, mình đã review với các bạn cái máy hâm sữa Light Basis này rồi. Đấy, cái góc đồ về sữa bìm các thứ. Đây là cái góc bố trí các đồ sữa xếp của mình đây. Thế thì cái bình này khi mà sơ sinh thì mình cho vào phòng ngủ, và để khi mà bé còn ăn đêm ý, thì mình bỏ vào trong phòng ngủ, mà đến khi mà bỏ ăn đêm rồi thì mình để ra ngoài bếp. Và cái góc này mình để ở counter của bếp ý, thì nó cũng khá là gọn nhẹ, vì đến khi mình vệ sinh, mình rửa bình sữa, mình có thể sấy được luôn ở đây. Các cái giá như thế này, như giá này là mình mua của Mujirushi này, cái khay này của IKEA này, nó vào vừa đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Chúc các bạn có sự lựa chọn thông minh sau khi xem cái review của mình. Chúc các mẹ enjoy với cuộc sống chăm con. Chúc các bé hay ăn cháo lớn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.